Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV trong buổi sáng hôm nay, buổi sáng ngày 4 tháng 10 năm 2022. Kênh Invest TV tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn cập nhật cái số lượng P-Note được active trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Thì các bạn thấy, nhìn thấy bảng số liệu có thể thấy được cái con số P-Note P được active trong buổi sáng ngày hôm nay lại tiếp tục cán một cái kỷ lục mới với cái con số đạt được là 109.095 P-Note đã được active. Thì mình có cảm giác như là cái thông tin buổi sáng ngày hôm nay, ngày 4 tháng 10, bây giờ là 6 giờ 49 phút rồi. Thì cái hội thảo tại trường đại học Stanford do chính giáo chủ Nicholas đứng nói đang diễn ra tại đại học Stanford ấy. Thì bên Mỹ thì bây giờ mới chỉ là ngày 3 tháng 10 thôi. Theo đúng cái lịch dự kiến là từ 5 giờ chiều của ngày 3 tháng 10 đến 7 giờ chiều ngày 3 tháng 10 theo giờ Mỹ tại đại học Stanford, thì tương ứng với giờ Việt Nam chúng ta là bây giờ đang ở khung giờ này và có lẽ hội thảo cũng đang sắp kết thúc rồi. Đó, thì với những cái thông tin mới nhất như thế đã tác động rất là tích cực đến cái tình hình chạy nốt pi. Có lẽ các anh em mà còn đang đắn đo với việc là có đầu tư chạy nốt hay không, thì sau những cái thông tin mới từ cập nhật mới nhất từ dự án Pi Network, những cái hội thảo đó tại đại học Stanford, thì cái số lượng Pi Note đã tăng lên một cách đột biến. Thực ra thì mình nghĩ là cũng một phần đó thôi, chứ cũng không phải là hoàn toàn vì lý do cái buổi hội thảo nó diễn ra những thông tin tích cực như thế từ dự án mà làm cho cái việc P-Note nó tăng lên trong buổi sáng ngày hôm nay. Nó cũng có lẽ là do cái quy luật lên xuống rất là có theo một cái chu kỳ nhất định của cái việc chạy nốt này. Thì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta vẫn đang rất là hóng cái thông tin từ cái buổi hội thảo của giáo chủ Nicholas tại đại học Stanford. Tuy nhiên thì cũng chưa có một cái thông tin gì rò rỉ ra từ cái buổi hội thảo đó, cũng chưa thấy bên phía Pico Team có những cái thông tin cập nhật hoặc là live hoặc là từ phía đại học Stanford đưa tin lại. Thì có lẽ là sẽ phải mất thêm nửa ngày nữa, mình đoán là sẽ phải mất thêm nửa ngày nữa. Nếu mà nhanh thì có thể ngay sau cái buổi hội thảo, sau 7 giờ sáng này theo giờ Việt Nam của chúng ta, thì mình sẽ có những cái thông tin cập nhật mới nhất từ cái buổi hội thảo đó, thì mình sẽ cố gắng nắm bắt được và gửi đến các bạn một cách nhanh nhất. Còn buổi sáng ngày hôm nay chúng ta vẫn cứ quan tâm đến cái việc chạy nốt đã. Một cái tên rất là được kỳ vọng trên cái bản đồ tiền điện tử thế giới, đó chính là Ấn Độ, thì ngày hôm nay đã chính thức xuất hiện trong cái top 20 nước chạy nhiều P-Note nhất, và đẩy cái nước Bulgaria của chúng ta xuất hiện ở trong cái danh sách này khá lâu rồi, ra khỏi cái danh sách top 20 này, và Ấn Độ đã xuất hiện một cách rất bất thình lình. Thì các bạn cũng biết là Ấn Độ là một đất nước tỷ dân cũng ngang ngửa với lại Trung Quốc, chẳng chỉ kém vài trăm thôi, vài trăm triệu đấy, nhưng mà cái số lượng nốt pi thì lại rất là khiêm tốn so với Trung Quốc, và đây bây giờ Ấn Độ mới xuất hiện, đó cũng là một điều làm mình rất là ngạc nhiên và bất ngờ. Nhưng mà thôi không sao, biết đâu đấy sau những cái thông tin mới cập nhật của dự án Pi Network thì Ấn Độ có cái sự bứt phá mãnh liệt trong cái thời gian tới. Chúng mình cùng chờ xem và theo Invest TV tổng hợp những tin tức hàng ngày nhé. Thì đây là một cái danh sách top 20 nước chạy nhiều P-Note nhất này. Thì các bạn nếu mà theo dõi kênh chúng mình thường xuyên thì cũng có thể dễ dàng nhận ra là cái danh sách này nó cũng không có gì xáo trộn nhiều trong cái quãng thời gian cũng khá là dài. Top 3 nước dẫn đầu thì vẫn là Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, sở hữu P-Note mức độ là 5 con số. Khoảng cách của Việt Nam và Hàn Quốc ngày hôm nay tiếp tục được nới rộng ra, thêm 3.000, gần 3.000 nốt rồi, 2.007 đó. Tiếp theo là cái nhóm thứ hai là nhóm sở hữu P-Note mức độ 4 con số, gồm có Đài Loan, Mỹ, Nhật, Mông Cổ, Đức, Malaysia. Và cái nhóm còn lại là nhóm sở hữu P-Note mức độ 3 con số, gồm có Hồng Kông, Canada, Singapore, Anh, Úc, Pháp, quần đảo Seychelles, Romania, Hà Lan, Tây Ban Nha, và hôm nay là có cái tên Ấn Độ nữa.
Tương ứng thì bên phía bên phải các bạn nhìn trên màn hình sẽ là một cái biểu đồ, một cái miếng bánh thể hiện phần trăm số lượng pin nốt mà các nước đang nắm giữ. Trung Quốc thì tương ứng là 39,05, Việt Nam là 21,15, Hàn Quốc là 18,64. Khoảng hơn 1/6 miếng bánh thì được chia cho các nước còn lại, gồm có Đài Loan, Mỹ, Nhật là các cái nước mà thể hiện cái sự nổi trội hơn trong cái nhóm này. Kéo lên phía trên thì các bạn thấy được một cái con số tổng quan nhất của dự án Pin Network, được cập nhật thường xuyên đấy, liên tục đấy. Đây là tổng cung này, đây là số lượng pin nốt được active này, số lượng tài khoản đã đang trong phiên khai thác này, 27.828.612. Đây là số lượng sổ cái này, đây là số mà pin nốt đã được download về, đến cả 1.5 tỷ đấy các bạn ạ, khá là khủng. Thì mình nói qua thêm về sâu một chút về cái sổ cái hay gọi là cái số khối này. Cái số khối là cái một cái blockchain được hệ thống sản sinh ra để xử lý các cái giao dịch chuyển nhận pi của anh em chúng ta qua trong cái cuộc sống hàng ngày. Đây là những cái giao dịch, số lượng giao dịch qua mỗi một cái sổ cái này, transaction per ledger đấy. Thì cái nhiều nhất thì trong buổi sáng nay mà Giang Web tổng hợp được là 9 giao dịch đó, qua các cái số khối này, số thứ tự của số khối. Bạn nào mà chạy Pinot, các bạn có nhìn thấy cái màn hình ở trên cái app Pinot trên máy tính của bạn gài đấy, các bạn có thể thấy được cái số khối của dự án nó sản sinh ra được bao nhiêu đây. 9.377.508. Hai cái này nó sẽ đồng bộ với nhau này. Đây là số khối mà nó đồng bộ về với cái máy tính chạy nốt của mình. Đây là cái số khối mà hệ thống đã, mạng blockchain của Pinetwork đã tạo ra này. Đấy, hai cái là phải đồng bộ. Thì con số này nó sẽ nhảy liên tục các bạn nhé, nó sẽ cập nhật theo thời gian thực. Còn ở đây trang web này thì khi mà mình lấy dữ liệu làm trên web để làm tin gửi đến các bạn thì con số này nó sẽ đứng im. Nhưng các bạn F5 một cái, refresh cái trang này, con số này sẽ nhảy ngay lập tức. Đấy, nó sẽ lại lấy từ số liệu từ cái mạng blockchain của Pinetwork về, xong là tính toán bla bla bla, đẩy lên những cái ô như thế này. Thì trang web này là dashboardpblockchain.net, được build bởi anh Nguyễn Việt Dinh, một IT rất là tâm huyết với các cái công nghệ blockchain, tiền điện tử. Đó, qua clip này thì cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Việt Dinh đã tổng hợp ra một cái trang web rất là hữu ích để các anh em có thể theo dõi những thông tin mới nhất về dự án Pinetwork. Tôi kéo xuống phía dưới, các bạn có thể thấy được một cái biểu đồ, một cái bản đồ thể hiện sự phân bố Pinot trên toàn thế giới. Thì sẽ có ba cái khu vực mà Pinot được tập trung nhiều nhất. Khu vực Đông Á, Đông Nam Á này, đây là nơi mà có sự xuất hiện của các cái anh lớn như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, rồi thêm cả Malaysia, Hồng Kông, Nhật Bản, rồi Đài Loan, đấy, Singapore. Thì cái khu vực này gần như chiếm đến một nửa cái danh sách các cái nước mà chạy nhiều Pinot nhất ở trên ấy. Nên là cái sự phân bố Pinot ở đây đậm đặc, tập trung rất là dày. Còn đây là khu vực châu Âu, khu vực nước Mỹ, đấy, cái nơi mà Pinot cũng phân bố giải đều và nhìn rộng khắp toàn bộ khu châu lục này. Đó. Kéo xuống nữa thì các bạn thấy một cái danh sách 10 cái tài khoản mà nhiều pi nhất, giàu pi nhất. Đấy, một cái tài khoản 96 tỷ, cái tài khoản này thì chắc chắn là của Bicotim rồi. Rồi một cái tài khoản gần 1 tỷ là 911 triệu, tài khoản 4 triệu 6, tài khoản 3 triệu 2, tài khoản 818.000. Thì có nhiều bạn thắc mắc là cái pi này mà trong web thống kê được là pi tím hay là pi trên app đào, thì theo ý kiến cá nhân của mình đó là pi tím. Bởi vì sao? Bởi vì ở Việt Nam chúng ta có một hot tiktoker rất xinh với cái nickname là Mợ Pi. Đấy, thì bạn ấy có khoe ở trên trang TikTok cá nhân của mình cái con số pi coin mà bạn ấy tích lũy được qua cái app đảo lên tận 190.000 cơ. Cách đây cũng khá lâu rồi, tuy nhiên lại không xuất hiện ở đây. Nếu mà 166 mà xuất hiện ở đây mà là của app đảo ấy, thì mình thấy có gì đó sai sai. Bởi vì là mợ pi đến 190.000 mà lại không có thấy cái thống kê ở đây, thì mình thấy có lẽ là sẽ không đúng với cái việc là số liệu thể hiện đây là trên app đào, mà đây sẽ là pi tím các bạn nhé. Đó,
Rồi, mình sẽ chuyển sang cái bảng Excel để thể hiện cho các bạn xem ngày hôm nay số lượng pin nốt tăng giảm cụ thể như thế nào. Đây là số liệu của ngày hôm qua 3 tháng 10, còn đây là của ngày hôm nay 4 tháng 10. Thì các bạn thấy hôm nay màu xanh chiếm chủ đạo. Đấy, chỉ có hai nước giảm pin nốt thôi là Canada giảm 3 và Pháp giảm 2, còn lại thì Singapore, Anh và quần đảo Seychelles thì không tăng không giảm nốt nào, còn lại thì tăng hết. Ít thì nhiều thôi. Trung Quốc thì tăng nhiều nhất với 265. Việt Nam là 195. Có các nước khác như là Đài Loan 45 này, Hàn Quốc 15, Mỹ 10, Nhật Bản 14, Đức 57. Đấy. Đây, Ấn Độ thì bởi vì các cái phiên trước thì không có số liệu, hôm nay nhảy vào thì đùng một cái là 178. Các bạn xem Bulgaria hôm trước thì là hôm qua thì là 176, còn có lẽ Bulgaria bị giảm một tí hoặc là đứng im, làm cho cái việc mà Ấn Độ xuất hiện như con số Pinot 178 nhảy vào đẩy Bulgaria ra khỏi cái danh sách top 20 này. Đó, thì tạm cho Ấn Độ cái mức tăng là 178 thôi, nhưng ngày mai nếu mà Ấn Độ còn duy trì được ở cái con số này thì may ra mới còn ở cái bảng xếp hạng này, còn nếu không thì sẽ cũng lại bị đẩy ra thôi. Mình rất mong chờ những cái tên mới như thế này làm cho cái không khí của cái cuộc đua nó trở lên gay cấn hơn. Đấy, ông nào cứ sở hữu được nhiều pinot thì cái lượng nốt bonus được tập trung về cái nước đấy nhiều thì chứng tỏ là họ thu hút được cái đất nước đấy thu hút được nhiều pi. Mà nếu mà cái dự án pi này về sau mà thành công phát triển được quảng bá rộng rãi được nhiều người sử dụng thì coi như là đất nước đấy được hưởng lợi. Chắc chắn là như vậy rồi các bạn nhé. Rồi và như vậy, đây mình tổng hợp lại cái con số tổng của ngày hôm nay, pinot tăng thêm là 792. Thực ra thì trừ đi cái 178 này của Ấn Độ đi thì còn lại thì chắc là rơi vào lanh quanh khoảng 500 nốt tăng hơn so với ngày hôm qua là ngày mùng 3 tháng 10. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Và như mình đã nói ở phần đầu clip, rất mong chờ những thông tin cập nhật mới nhất từ cái buổi hội thảo của giáo chủ Nicholas tại trường đại học Stanford, nơi mà nói về truyền được cái học thuật gọi là hàng đầu thế giới về công nghệ. Rồi, mình sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị và các bạn nhé về cái buổi hội thảo này. Rồi, clip ngày hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của kênh Invest TV chúng mình.